Châu về hiệp phố, tập thứ 9. Đây nói qua từ khi Đỗ Hiếu Liêm về đến tổ quán, vui cảnh vui quê, tội lòng đoàn viên cha mẹ. Mỗi bữa sớm mai, vần ô vừa hé mặt giữa chân trời, thì chàng đã ra sân luyện tập võ nghệ. Chàng nhờ cha ân cần truyền lại vài món binh khí thông dụng, phần thì chàng ái mộ nên luyện tập rất tinh thông. Môn quyền chàng đi như phụng xè, siêu kiếm chàng thảo tở như rồng múa, còn nói chi đường thương chàng múa chẳng thấy cây. Cha già thường ngày đứng coi chàng luyện tập thì thầm khen mà rằng, đời bây giờ học đến bậc này xét ra mấy ai hơn đẳng. Thuở đó miệt Vĩnh Long có nhiều gã thanh niên con nhà hào hộ, mộ học võ mà nghe đồng Đỗ Hiếu Liêm võ nghệ cao cường, và đi với thầy đến nhà xin đấu thử. Đỗ Hiếu Liêm từ chối chẳng chịu đấu, nhưng cha bảo cần phải đấu cho thường sau mới túc dụng. Đỗ Hiếu Liêm nghe lời cha hữu lý, và mỗi khi đấu thì chàng đều trọn thắng. Sau rốt mấy thầy võ nóng ruột ngứa ngày vào đấu cũng phải thua, nội xứ mấy tay nghề đều kiên tài của chàng, nên đặt tên riêng chàng là La Thành, vì chàng lịch sự trai và tuổi còn thanh xuân đường đường diện mạo. Khi Đỗ Hiếu Liêm luyện tập võ nghệ tinh thông rồi thì chàng muốn đi du hồ ít bữa nên nói với cha rằng, thưa cha, con cách mặt anh Hoàng Ngọc Ẩn đã quá tháng rồi, không rõ ảnh đa đoan việc chi mà không thấy xuống chân nên có lòng thương nhớ. Tại Vĩnh Long này con giao thiệp được vài vị công tử tánh nết ôn hòa mẫn thiệp, lại có chí thanh khiết cao thượng, nhưng chẳng gặp vị nào có chí hiệp liệt sánh bằng Hoàng Ngọc Ẩn. Con tưởng nhân dịp bãi trường này mời ảnh xuống chơi về vui với mấy người bằng hữu của con dưới này, dọn một chiếc ghe hầu linh đinh trên mặt nước, khi chén rượu lúc cuộc cờ ngâm thi đần nhịp đợi chờ trăng lên thì con tưởng có chi thú hơn nữa. Cha của Đỗ Hiếu Liêm vừa cười vừa nói, à phải phải đó con, luôn dịp đó con hãy khiêu ghẹo Hoàng Ngọc Ẩn đấu võ với con đặng thử xem tài của gã đến bậc nào. Đỗ Hiếu Liêm nói, thưa cha, việc tranh đấu là việc chơi chẳng chi là quan trọng. Nếu anh Hoàng Ngọc Ẩn không thích cuộc hơn thua thì té ra mình có ý khoe tài. Lại nữa nếu như mà con xúc tài ảnh thì chẳng nói chi, bằng như thắng thì e ảnh thẹn, thì cuộc chơi chẳng vui gì. À, con nói nghe cũng phải, nhưng thấy thường có học thì hay ngứa nghệ, gặp cuộc ác á, dỗ ngực nhảy ra tranh đấu. Thưa, con tính như vậy, như anh Hoàng Ngọc Ẩn được thư của con mà nhậm lời xuống đây chơi thì con giả đò mới học và cậy ảnh chỉ dùm thì không lẽ ảnh giấu nghề. Chừng đó mình cũng nhận được tài của ảnh ra làm sao. Con nghe nói ảnh chí công học tập ở bên Tàu thì chắc ảnh phải gặp nhiều thầy hay. À, phải đó con à. Thôi, con hãy viết thư cho nó đi. Đỗ Hiếu Liêm vâng lời cha bèn lại bàn giấy lấy mực viết một cái thư. Đỗ Hiếu Liêm viết thư xong rồi thì đọc lại cho cha nghe, ông gật đầu và nói, con viết thư như vậy được lắm, con hãy kiếp gửi cho rồi. Đỗ Hiếu Liêm vâng lời lấy bao thư sắp giấy bỏ vào vầy, và ngoài đề tên và chỗ ở của Hoàng Ngọc Ẩn, đoạn dán một con niêm rồi kêu một đứa tớ trai, dạy đem lại nhà thơ mà gửi. Đỗ Hiếu Liêm biết chắc làm sao Hoàng Ngọc Ẩn cũng xuống, nên ít ngày sau sửa soạn ghe và đồ hành lý sẵn sàng. Thế mà không may gần một tuần sau chàng được một cái thơ của Hoàng Ngọc Ẩn hồi âm. Cùng bạn yêu dấu, tôi trọng kính thăm hai bác đặng bình an, sao cho bạn đặng rõ. Có tiếp đặng thơ bạn mời xuống cùng bạn và quý hữu dưới này vui thú giang hồ chơi một chuyến. Nhưng rất tiếc thay vì việc xin lãnh gia tài còn lòng vòng lắm, không có rảnh được nhiều ngày mà đi xuống thăm hai bác và bạn. Xin bạn chớ phiền. Khi này không gặp dịp may, vậy đợi qua khi khác. Vả lại còn không đầy một tháng nữa phải đi tựu trường. Điều cần nhất là phải học ôn lại bài vở cũ, kẻo để ham vui mà quên chăng. Bạn nhớ nghi ngờ tôi nói dối hoặc là vì nàng Lệ Thủy mà quên nghĩa bằng hữu thì oan cho tôi lắm. Dưới ký tên Hoàng Ngọc Ẩn. Khi Đỗ Hiếu Liêm được thư của Hoàng Ngọc Ẩn thì có đọc cho Gia Nghiêm chàng nghe. Cha của Đỗ Hiếu Liêm hỏi rằng, trong thơ này, Hoàng Ngọc Ẩn có nói tới tên nàng Lệ Thủy, vậy chứ nàng này là ai? Đỗ Hiếu Liêm bèn thuật lại cho cha nghe duyên kỳ ngộ của Hoàng Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy. Chàng lại nói rằng, thưa cha, con chưa từng gặp nàng nào nhan sắc cực kỳ huê lệ như nàng. Thật đáng cho là khách đào nguyên hoặc là tây thi tái thế,
Hoàng Ngọc ẩn có lòng ái sắc của nàng lắm, ẩn tương tư thương nhớ nàng đêm ngày, còn thấy vậy có dùng lời khuyên ẩn lấp bể ái dẹp song tương mà lo bề đèn sách. Hoàng Ngọc ẩn có lòng yêu riêng con nên có hứa với con sẽ chống trả thế lực tình, nhưng không biết từ ngày con về dưới này ẩn có giữ lời chăng? Cha của Đỗ Hiếu Liêm nói, con à, có để lời khuyên Hoàng Ngọc ẩn như vậy thật là chánh đáng. Con ơi, cha xin nhắc lại con chẳng nên khi nào mơ tưởng đến người sắc lịch làm chi. Người đời nói kẻ quất sắc thì ác đức đó trúng lắm. Cái duyên cười có một ả mày hoa mắt ngọc, chẳng khác nào một món ăn, ngoài xem mỹ vị mà trong có chất độc. Nếm lấy phải điên dại có khi phải chết, còn đôi mắt hữu tình chẳng khác lưỡi dao giết người chẳng khó. Nè con, biết bao nhiêu anh hùng danh phải giả trữa vì đàn bà. Trong kiều phú có câu, lục tam quân bay thua giọng nàng kiều, xu chẳng trúng kiều thang mà ngã. Người lại nói, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Nếu con để ý lo việc danh không ưa điều hoa nguyệt thì có chi là quý bằng. Đã biết tạo quá sanh người và đặt để ra việc nghi gia nghi thất. Nhưng phận tu mi phải lo danh phận rõ ràng. Đối với non sông chẳng thẹn, sao mới nên lo việc tơ tóc bách niên giai lão. Lương duyên thì hoàng thiên đã định sẵn, chớ có ham giàu cũng chẳng nên chuộng sắc. Việc trăm năm là việc trọng, sách có câu rằng, thu thê bất tại nhan sắc, ấy là sắc, còn giàu chớ nên ham, là vì người ngoan thường nói, làm dâu cả thể làm rể nhà nhiều con, còn chớ thấy nhà kia giàu. Duy có một gái ước vào làm rể mà gọi rằng chuột sa tỉnh nếp đó con à. Cha chẳng cần nói nhiều, con càng suy thì ắt thấy đến tột ly. Đậu Hiếu Liêm nói, thưa cha, từ ngày con bước đến tuổi không lớn đến nay, con hằng nghe cha lắm lời nghị luận vì tình con đây sẵn ghi tạc vào lòng. Dầu mà con chưa từng biết thế lực tình vương vấn thế nào, chứ con có lòng lo sợ. Vài ngày sau, Đậu Hiếu Liêm nói với cha rằng, thưa cha, ghe thuyền đã sắm sẵn, con tưởng cũng nên gặp tiếp Xuân Quan Thảo Mộc Tô Lục Vẽ Hồng. Con mời vài người bạn đi chơi với cha và con du ngoạn ít ngày trên dòng bích. Trước xem phong cảnh sau đổi gió có lẽ cũng bổ ích cho tinh thần được đó cha à. À, phải, có chi quý bằng. Nhưng Hoàng Ngọc ẩn không cùng ta chung vui thì đáng tiếc. Có nó hay nói năng giễu cợt thì càng thích lòng cha lắm. Dạ, con cũng tiếc nhưng biết làm sao bây giờ. Qua ngày sau trụ thịt đầy thoạn, cầm kỳ sắm đủ, Đỗ Hiếu Liêm liền mời hai người bạn hữu và Gia Nghiêm xuống thuyền cởi sóng. Đây, nói qua khi Đặng Nghiêm huấn thất lộc, linh cữu quan tại nhà hai ngày, nội tỉnh thành người đều thương tiếc, nào là quan dân đi điếu nồm nụp. Qua ngày thứ ba, trời u minh còn mập mờ, sương lác đác điểm cành hoa trắng, còi công cấy túc nghe văng vẳng, đội cánh gà tiếng gáy vang tai, phút chốc vần kim ô mặt nước hé mày, nhà họ Đặng trong ngoài náo nhiệt, tất là bữa đoạn trường cay nghiệt, vốn đến giờ tiễn biệt lên đàn, người trong vào gọi đám rền vang, kẻ đưa xác ngồi ngồi tất dạ, tiếng kèn trống nghe thôi buồn bã, giọng thầy chùa kinh tụng nghe răng, từ trong nhà ra đến ngoài sân, người dự đám thật là đông chật. Về nghi tiết khá khen sắp đặt, nơi linh sàng chồng chập tràn hoa, giờ động quan bỗng đến thiết tha, Đặng Nguyệt Ánh và hai em van khóc, cho đến những kẻ làm nô bộc cũng than van khóc kể chủ hiền. Việc tử sanh đáng trách hoàng thiên, thường hay cất lộc người đáng tiếc. Thương Nguyệt Ánh con nhà thế việc, đang bức xuân coi cúc linh đinh, sự nghiệp của cha để lại kinh dinh, tuy có chú mà biết điều đình vẹn toàn chăng tá, việc tai biến gây nên rất lạ, hay là từ đây thân hồng nhan bạc mạng trăm chiều, nên xui cuộc bể dâu bỗng nhiên xảy đến. Khi đưa linh cữu lên nơi thổ mộ, lúc hạ trọng trông vào càng đau thương với bi kịch, những người đi đưa thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh và hai em lắm khóc than kể lể cha già đều trơi lụy. Khi tán xong rồi về nhà, nàng Đặng Nguyệt Ánh những ôm sầu gánh thảm khóc lẫn ngày đêm, ai khuyên dạy cũng như không. Cách ba tuần sau nàng cũng u sầu, chú của nàng là Đặng Háo Thắng thấy vậy không biết dụng phương nào khuyên giải. Người thấy tâm thần của nàng giả dụi thì có lòng lo sợ. Một ngày kia,
Đặng Háo Thắng tính đi qua Vũng Liêm hoặc Vĩnh Long cho tiền lúa, vì ông Đặng Nghiêm Huấn có một sở ruộng ước được chừng 400 mẫu. Thừa dịp đó, Đặng Háo Thắng dọn ghe dạy nàng đi với hai em và người đi trước thăm ruộng, sau giải muộn tiêu sầu. Nàng Đặng Nguyệt Ánh chưa có dịp nào qua Vũng Liêm xem ruộng nên khi nghe chú dạy thì có ý mừng thầm, muốn đi cho biết. Bùm lan chèo Quế Hầu xong, nàng Đặng Nguyệt Ánh với hai em và chú xuống thuyền tạch bến. Dòng xuôi mát mái, gió thuận nở bùm, rẽ sóng thoảng đi đầm thắm. Trên mây bạc dưới nước xanh, hai bên bờ thảo mộc sùm. Ngắm cảnh im lìm mà bỗng nhiên Đặng Nguyệt Ánh, vì đâu mà nàng hồi hộp không an. Đặng Háo Thắng thấy nàng u sầu lại thêm rơi lụy, lấy lời khuyên rằng: Cháu chớ buồn rầu khóc lóc chi, ngày nay đi du hồ như vậy phải yểm lụy gác sầu thế mới vui. Đã biết rằng cháu thương nhớ cha, nhưng phải dẹp đi, phải bảo thân làm trọng. Người già lánh thế, trai chính lìa cành, ấy là luật của tạo hóa xưa nay. Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: Thưa chú, cháu cũng biết vậy, nhưng chẳng phải muốn sầu dập dã làm chi, còn không rõ bữa nay sao. Đang khi đi như vậy mà lòng cháu vẫn hồi hộp không an, dường như tánh thông linh cố bọn xoa xuyến thấu đáo sự gì chẳng lành xảy ra đó chú à. Có chi đâu mà cháu phòng sợ, ghe thời trọng sống lại em, dường như người thích cảnh, cảnh chiều người, may thuở mà gặp được buổi thiều quang như vậy đặng. Đặng Nguyệt Ánh nghe nói gạt lệ khoanh tay ngồi đối xem phong cảnh. Cách một giờ sau, thuyền chậm chậm lướt sóng êm dìm trong một khúc sông. Bỗng có một chiếc ghe lồng đằng xa nhắm mũi ghe hầu này chèo tới. Khi hai chiếc ghe còn cách nhau chừng 7 thước thì có hai người hình thù vẩm vỡ, một người cầm dao, một người thủ siêu và một người thứ ba tắc trung trung. Nét mặt có khí tượng lạ kỳ, tay cầm một cây súng hai lồng, trong mui ghe bước ra đứng chống nạnh nơi khoang trước, thị oai trông vào hung bạo. Người đó cầm dao hét lớn lên như sóng nổ mà rằng: Ghe của ai đó? Khá buồn chèo ra mắt đại vương, chúng ta quý hiệu là Thanh Long, nếu chậm trễ thì đầu rơi khỏi cổ. Người cầm đao nói vừa dứt lời, bỗng có một cặp cò ngà bay ngang qua chiếc ghe, thì người đứng chính giữa tức là Thanh Long cất lòng súng lên bắn một phát, hai con đều rơi xuống khoang ghe. Đặng Háo Thắng và Đặng Nguyệt Ánh tai nghe lời rõng rãng, mắt thấy tài bắn cực kỳ thì rụng rời kinh khủng. Một người bạn ghe nhỏ nói với Đặng Háo Thắng rằng: Khổ lắm, chúng ta gặp cậu ba rồi. Còn người cầm đao đây tự xưng là Hắc Hổ, người cầm siêu đó là Bạch Xà. Cả ba đều là tay ăn cướp lợi hại, tiếng đồng như sấm nổ. Xin chú chớ cưỡng lý với chúng nó mà dông mạng. Đặng Háo Thắng nói: Vậy thì làm sao bây giờ? Dạ thưa, tốt hơn là phải cầm sào chờ ghe người đến cập vào thì mình đem rượu tiền bạc và đồ nữ trang có bao nhiêu phải đem qua nạp hết. Bây giờ muốn lánh họa thì tiểu thư phải xuống ẩn mình dưới khoang ghe. Đặng Nguyệt Ánh mặt như tàu lá chuối, tay chân run sợ thằng lằn. Nàng biết mặt má hồng như nàng dễ động tình quân vô liêm sĩ nên lập tức dở ván sạp xuống khoang ghe ngồi tị nạn. Ở trên Đặng Háo Thắng sắm sẵn khay rượu và lấy hết tiền đi bao cho tá điền là 15 cái giấy 100 đồng để lên khay rượu. Tay rót rượu rón rén chung ra khoang trước chờ ghe ăn cướp cập kề đặng đi qua nạp lễ. Phúc chúc ghe ăn cướp giao mũi với ghe hầu Đặng Háo Thắng, tay rung rung lập cập cúi đầu chào ba đứa ăn cướp mà rằng: Chào quý vị, em nghe danh quý vị đã lâu ngày, nay thật em lấy làm hân hạnh gặp mặt đây, vậy xin cho phép em đem lễ vật qua ra mắt. Này là bao nhiêu tiền bạc của em lãnh đi bao tá điền làm ruộng, chẳng còn dấu đồng nào. Đức chánh đảng xưng hiệu là Thanh Long, tay quốc trâu cá chốt, miệng thì cười gai gắt và nói rằng: Ha ha ha, các khen cho chú nó biết điều, thế mà chú nó giả hình quá. Đặng Háo Thắng nói: Dạ có dám đâu giả hình, xin đại vương xét lại cho em nhờ. Thanh Long cười hì hì và nói: Ha ha ha, chú có gặp đại vương đây đem lễ vật cúi đầu xin ra mắt, ấy là sự bất đắc dĩ đó thôi, thà lý phân rằng lấy làm hân hạnh. Nói dứt lời, Thanh Long dây qua nói với Hắc Hậu và Bạch Xà rằng: Nhị đệ hãy nhảy qua ghe khám coi thằng giả hình này nó nạp tiền là bao nhiêu.
Hắc Hậu và Bạch Xà, đứa hơi siêu, thằng hơi đau, nhảy qua ghe lấy sắp giấy bạc lên đếm rồi Hắc Hậu dây lại nói với Thanh Long rằng: Dạ thưa đại ca, lễ vật chẳng có chi khác hơn là 10 cái giấy 100 đồng. Thanh Long nhấn đôi mày lên nói với Hắc Hậu rằng: Quỷ dữ à, nhị đệ hãy thâu. Rồi đó Thanh Long lấy một con roi cá đối liền qua khoang ghe hầu và nói với Bạch Xà rằng: Tam đệ hãy lấy roi nện vào đít của thằng khốn đó 10 roi, đặng nó đừng có giả hình thốt lời thù phụng, đại vương đây không chịu. Bạch Xà nghe vậy thì lộn roi trợn mắt nói với Đặng Hao Thắng rằng: Nhà ngươi có nghe mấy lời của đại vương ta nói chăng, vậy hãy nằm xuống cho mau, kẻo nhọc lòng ta hiểu chưa? Đặng Hao Thắng nghe nói tức giận tràn hông, nên tự nghĩ rằng ta lỡ lời mà quân này nó hiếp đáp ta quá, nên thọ tử bất nên thọ nhục, ta đây bất phục. Đã biết rằng ta cưỡng lý ắt là phải chết, thôi để ta phân ít lời nữa, nếu như chúng nó không nghe thì ta phải liều sanh tử. Đặng Hao Thắng nói: Thưa đại vương, lời tôi cung kính phân cùng đại vương, chứ có đâu gọi là thù phụng giả hình, mà đại vương dạy đánh tôi sửa phạt. Xin đại vương suy xét, đại vương đi đánh nhà ai được dễ như vậy không? Thanh Long trợn mắt rồi cười gay gắt và nói rằng: Ha ha, cha chả, thằng này dám buông lời chữa lỗi. Bạch Xà, mi điếc hay câm mà để cho nó dám nói như thế? Bạch Xà nghe Thanh Long nói thì tức giận không cùng, bèn nhảy tới nhắm ngay mặt Đặng Hao Thắng mà đánh vào một cái rất mạnh. Đặng Hao Thắng có học võ kha khá nên tràn qua và đánh lại. Bạch Xà không đề phòng nên bị đánh trúng chả vai. Bạch Xà có hơi thẹn bèn cầm siêu vớt tới. Đặng Hao Thắng lẹ như chớp, vừa thấy liền nhảy vào bắt Đặng cán siêu quyết đoạt lấy cầm tay mà cự địch. Nhưng già đâu Bạch Xà võ nghệ cao cường, trợ bộ rất lẹ, hoành thân đá nghịch vào ngực của Đặng Hao Thắng một đá rất nặng. Đặng Hao Thắng chịu không thấu phải ngã ngửa ra bất tỉnh. Bạch Xà vừa muốn trở lưỡi siêu chém xuống thì Thanh Long hét lên rằng: Khoan, tam đệ hãy dừng tay, thằng khốn đó bị một đá rất mạnh đã nằm bất tỉnh. Mình phải có chí khí anh hùng, đừng xuống tay giết người thất thế. Ta tưởng rằng số tiền nó nạp chẳng đủ, vậy hãy soát lục cùng trong ghe coi nó giấu tiền là bao nhiêu, đoạt hết và tha mạng nó. Hắc Long và Bạch Xà nghe nói thì chung vào mở rương xét áo chẳng gặp một đồng, nên trở ra nói với Thanh Long rằng: Thưa đại ca, chúng tôi kiếm chẳng gặp đồng bạc nào, hẳn thật thằng này đã đem nạp cho mình hết đó. Thanh Long trợn mắt và nói: Hay em còn khờ lắm, sao chẳng dở dáng sập mà coi ở dưới khoang ghe, không biết chừng có vật gì quý báu thâu dụng đặng chăng? Nàng Đặng Nguyệt Ánh ở dưới khoang ghe nghe Thanh Long truyền lệnh thì hồn phi phách tán thăng rằng: Trời ơi, còn chi là phận bìm sắn các đằng này. Rồi đó, hai hàng nước mắt của nàng lai láng tràn trề. Nàng thì thầm nói rằng: Nếu ta mà lọt vào ổ huyệt thì ta phải hủy mình cho rồi. Há tham sanh hối tử mà chịu điều nhơ nhuốc hay sao? Thương một nỗi cùng cha hứa lời sẽ dìu dắt hai em dạy lo lắng cho nó nên danh. Nói rồi nàng khóc ròng. Hắc Hậu và Bạch Xà vâng lệnh Thanh Long trở vào môi ghe một lần nữa và kêu bạn chèo vào nói rằng: Chúng bay hãy dở dáng lên cho chúng ta xem xét, đứa nào nghịch mạng thì đầu lìa khỏi cuốn họng. Ba đứa chèo ghe nghe nói bỗng sực nhớ đến nàng Đặng Nguyệt Ánh thì thở dài thương xót phận nàng, không rõ có xảy ra việc chẳng lành chăng. Thế mà cả thảy đều vâng lời không dám cãi. Khi vợ quán gần hết rồi thì nàng Đặng Nguyệt Ánh biết không phương nào ẩn dạng nên trốn rén bước lên. Hắc Hậu và Bạch Xà ngạc nhiên đồng nói rằng: Chà chà, cái nàng làm sao mà lạ lùng quắc sắc như vậy này? Nàng khá vâng lời ra mắt đại vương của chúng tôi coi nào. Nàng Đặng Nguyệt Ánh đỏ mặt tía tai nói rằng: Tôi đây là phận gái có can dự chi tới chánh đảng của mấy người mà phải ra mắt. Tiền bạc của tôi đều dâng cho ráo sạch, còn chi nữa mà tìm. Hắc Hổ bước ra qua ghe Thanh Long nói rằng: Thưa đại ca, dưới khoang ghe chẳng có vật gì, duy có một nàng con gái tác độ thanh xuân, mày hoa mắt ngọc. Thanh Long nói: Ê, vậy thì em hãy biểu nàng ra cho anh coi mặt thử nào. Dạ, em có biểu nhưng nàng phân rằng nàng là gái chẳng căn dự gì phải ra mắt, tiền bạc nàng đã nạp hết, lục xét cũng đủ rõ rồi. Thanh Long nghe nói thì cười mà rằng: Thôi để anh nhảy qua xem nàng cho biết. Nói rồi Thanh Long cặp súng nhảy qua ghe hậu. Khi thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh thì Thanh Long khen thầm nên nói với nàng rằng: Hey, viên kỳ ngộ khiến nàng cho tôi may mắn gặp nàng. Vậy xin hỏi nàng có thuận tình cùng tôi 100 năm kết tóc hay không? Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói thì hậu thẹn không cùng nên đáp:
Xin người chớ mong việc bất thành, tôi đây tuy là phận nhược chất, nhưng nỗi việc bất tùng, tôi vốn là con nhà trăm anh phiệt diệt, há đem ngọc trao vàng chuốt mà gieo bẫy dưới bùn hay sao, xin người khá xét. Người chớ thấy nhan sắc của tôi mà ham, người không thấy biết bao nhiêu hàng quân đế vì sắc mà nước đổ thành nghiêng cơ đầu tán bại. Người phải nghĩ như tôi đây, nằng nằng quyết một, dầu cho có chết cũng không thuận tình. Người đời hàng nói, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, việc lương duyên là tự lòng trời sẵn định. Ấy là lời thành thật, chứ như tôi đây lâm vào cảnh bế yếu như thế này, dầu mà phải ép bụng thuận tình thì chẳng qua đó là diện phục mà tâm bất phục đó. Thanh Long nghe Đặng Nguyệt Ánh phân cạn mấy lời thì ngẩn ngơ dường nửa say nửa tỉnh nên nói thầm rằng, chà chà, cái con nhỏ này thật là lợi khẩu, gẫm ra lời nói hữu lý không sai. Thanh Long dây qua hỏi Hắc Hậu và Bạch Già rằng, sao, hai em tưởng ra lời của nàng phân đó thế nào? Hắc Hậu nói, ê, đại ca khôn ngoan hơn chúng tôi, đại ca tính lẽ nào chứ theo ý của em đây bỏ qua việc này uổng lắm. Bạch Già nói, em đây cũng một ý như nhị ca, việc này mặc tình đại ca liệu định. Thanh Long suy nghĩ một chập lâu nhưng cũng nan định, bỗng anh ta nhớ một câu hát rằng, cây suông đầu nhánh cũng suông, gái khôn trai dỗ thô buồn phải theo. Thanh Long gật đầu và có ý mừng thầm nên nói với Đặng Nguyệt Ánh rằng, tôi đã quyết tính cùng nàng kết tóc trăm năm, thấy mà nàng có ân chăng? Nàng có ân thì hãy bước qua ghe tôi đây, còn không thì tôi đây cũng đủ quyền lực mà làm sao cho nàng phải ân. Dễ đâu cãi Đặng. Nàng Đặng Nguyệt Ánh châu mày thở ra mà tự nghĩ rằng, ta đã dụng hết lời ngoan lẽ phải mà quân này quyết một bắt ta, ta dạy gì mà chịu phép cùng chúng nói sao? Phải làm sao bây giờ, có nên liều mình nhảy xuống sông mà chết cho rồi không? Không, chẳng nên đâu. Muốn chết thì giờ nào chết lại không được, vội vã làm gì? Ta lâm nạn như vậy mà lòng trời nỡ để vậy hay sao? Gắm lại cha ta tích đức làm gì không lưu lại cho con cháu? Lời thánh nhân nói không lẽ sai lầm. Vậy thời không sớm muộn đây, ắt có người đến cứu. Nếu như ta vội chết thì sợ bỏ hai em dạy không người lo lắng tận tình. Vả lại ta có tỏ với cha rằng, ta bao quản thân gái, lo làm sao dìu dắt hai em. Chứ chú Út ta tính tình bơ thờ, chắc là lo lắng cho hai em ta không nên việc. Nghĩ như vậy nàng Đặng Nguyệt Ánh bèn dây lại nói với Thanh Long, tôi xin chịu phép, vậy hãy để cho tôi giả từ hai em tôi đã. Thanh Long cười và nói, được, nàng tính như vậy dễ thương quá. Đặng Nguyệt Ánh bèn ôm hai đứa em mà khóc òa. Hai em thấy chị lâm nạn khóc kể tưng bừng, gây nên một trò bi đát. Nàng Đặng Nguyệt Ánh ôm hai em vào lòng và nựng nịu vừa hôn và nói nhỏ rằng, ôi, có sự gì đau đớn bằng. Hai em ơi, chị buộc mình phải phân ly hai em, lẽ thì chị phải tự tử trước mặt em. Nhưng mà trách nhiệm của chị rất lớn lao, chị phải dằn tâm giả dạy qua ải. Không sớm thì muộn hai em sẽ rõ tình chị đối với em thế nào. Thôi hai em phải làm như vậy, như vậy. Trối dứt lời nàng Đặng Nguyệt Ánh bèn gạt lệ đứng dậy nói với Thanh Long rằng, chẳng cần chi người phải động đến mình tôi xin dâng lời bước qua ghe. Sau rồi mặc tình người làm gì tự ý? Vậy thì may lắm, nàng hãy sang ghe cho rồi. Đặng Nguyệt Ánh dây lại ngó hai em lụy nhỏ ròng ròng rồi riêu riếu bước qua ghe của Thanh Long. Thanh Long, Hắc Hậu và Bạch Xà đồng theo nàng trở qua ghe, lệnh cho bạn chèo quay trở lại. Đây nhắc qua Đỗ Hiếu Liêm và hai người bạn với Gia Nghiêm đi du hồ được ít ngày và lấy làm thích ý lắm. Sớm mai thì bắn chim, nào là nhãn sen, điên điển, diệt cò, theo bờ sông, trưa trưa rượu thịt, chiều cờ, tối thì thưởng trăng hòa đần, ngâm thi độc phú, vui thú đêm ngày, mọi người đều thích. Thế mà Đỗ Hiếu Liêm chợt nhớ trong thơ của Hoàng Ngọc Ẩn, có đề lời rằng chẳng còn bao lâu đến ngày tụ trường, cần phải coi lại bài vở cũ kẻo để quên hết mà học không lại chúng bạn, nên nói với cha rằng, thưa cha, mình đi chơi đã 3-4 ngày rồi con tưởng cũng đủ vui. Ngày nay con nhớ đến cái thơ anh Hoàng Ngọc Ẩn khuyên con ôn nhuần kinh sử lại đặng đi tụ trường, nên con muốn trở về xin cha nhậm lời. Cha của Đỗ Hiếu Liêm nói, lời con phân nhầm lẽ, cha đâu nỡ chẳng nghe, thôi bây giờ dạy bạn chèo quay thuyền trở lại. Ghe đi 2 ngày và về còn chừng 3-4 giờ đến Vũng Liêm,
Đỗ Hiếu Liêm ra ngồi chơi trước mũi ghia, bỗng thấy có một chiếc ghia đằng xa đi lại bùm trương mà bạn chèo còn nỗ lực chèo coi săng sái. Đỗ Hiếu Liêm nói thầm rằng, lạ này, ghe chi mà chèo như tàu chạy, chắc có việc gì gấp rút lắm. Khi ghe chèo gần tới, Đỗ Hiếu Liêm nghe tiếng khóc than thì ngạc nhiên đứng dậy ngóng cổ dòm coi. Chàng biết có việc oan khúc nên giơ tay ra dấu dạy ghe đó dừng lại cho chàng gặng hỏi. Bỗng đó chàng nghe một tên bạn chèo nói với mấy đứa kia rằng, mấy đứa bay cứ việc chèo tới chứ có vâng lời. Đậu Hiếu Liêm nghe nói như thế thì ngạc nhiên hơn nữa, chàng nghi chắc có việc chẳng ngay, bèn trở vào môi ghe. Thừa khi Gia Nghiêm và hai người bạn đang ngủ trưa, chàng lấy một cây đoản côn cầm tay trở ra. Khi đó chàng nghe ghe bên kia có tiếng người hô lên rằng, bác, thì thấy chiếc ghe đó giang ra xa rồi cứ việc chèo bươn tới. Đậu Hiếu Liêm nóng lòng bèn hơi đẳng công chuyển lực nhảy qua ghe đó. Chàng vừa nhảy qua thì thấy có hai đứa nhỏ đang ôm nhau, nước mắt chưa kịp lau. Và khi thấy chàng thì dường như sợ hãi lắm. Đậu Hiếu Liêm hỏi rằng, ủa, nè hai em, có điều chi oan khúc mà hai em khóc than nghe thê thảm? Khá nói cho anh tường, xin em chớ sợ. Nếu anh có phương chi giúp ích cho hai em thì anh nguyện ra tay làm nghĩa. Một đứa lớn đứng dậy chắp tay thưa rằng, chú và chị của chúng tôi đi thăm ruộng, mới đây bị ăn cướp đánh lấy hết 1.500 đồng bạc, chị của chúng tôi lại bị chúng nó bắt đi rồi. Đậu Hiếu Liêm nghe nói trận mày và nói, hay cho quân ăn cướp, dám đánh ban ngày, chúng nó bây giờ ở đâu? Dạ, thưa mới lui ghe chừng 15 phút đồng hồ. Thằng lớn vừa nói đến đây thì có một đứa bạn chèo ghe tiếp tục nói rằng, chú của hai cậu em này bị một đá rất nặng còn nằm vùi trong ghe. Kìa, đằng xa còn thấp thoáng cánh bùm của ghe bọn ăn cướp đó. Thế mà thầy chớ dự vào việc này, mang khổ. Bọn ăn cướp này lợi hại lắm. Bọn nó ba người võ nghệ cao cường, lại có thêm súng. Nếu theo nó thì phải chết. Để cho tôi chèo ghe trước chừng nửa giờ đến nhà thầy cai Nguyễn Phú Hữu, nhà ở giữa bên sông, báo tên, có lẽ nhờ thầy có súng sẽ bắt được bọn này. Đỗ Hiếu Liêm nói, chẳng cần anh phải đi báo tin cho thầy cai làm gì, bên ghe tôi có súng ống thuốc đạn và đủ người đối địch với chúng nó. Vậy thì hãy anh cặp ghe lại gần, đặng tôi nhảy qua đánh thức bọn người dậy, đặng bàn tính hầu trượt theo kẻo trễ. Khi hai ghe cặp gần nhau, Đỗ Hiếu Liêm liền cầm đoản côn nhảy qua ghe của chàng, trồi vào môi kêu cha và hai người bạn dậy. Cha của Đỗ Hiếu Liêm nói với chàng rằng, vậy à thì mình phải rượt theo cho kịp. Muốn đi cho mau thì phải mượn hai tên bạn chèo bên kia, hầu qua phụ lực với mấy tên bạn của mình thì đuổi theo mới kịp. Tập thứ 9 đến đây đã chấm dứt, xin gặp lại bà con tập thứ 10.